Chào tất cả các bạn các chị, mình là Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa ở tại chung cư Trần Quang Diệu, quận 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên mình chúc tất cả các bạn các chị nhiều sức khỏe, nhiều vui và luôn phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay em vẫn xin phép giới thiệu với các bạn các chị về những cái dòng xe phổ thông như là xe giá bình dân, bởi vì em luôn quan tâm đến các cô chú các anh chị bình dân phổ thông. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị em chúng ta chỉ cần có một cái xe nó tương đối thôi, đi đến nơi về đến chốn được ngon lành, không hư hỏng vặt, là chúng ta đã có thể có được cái sự thuận lợi trong cuộc sống rồi. Thì vì thế em nghĩ đến các cô chú anh chị vậy, nên em luôn luôn là những cái dòng xe phổ thông, xe trẻ nha, cũng hỏi nhờ những cái dòng xe cao cấp. Bởi vì như vậy chúng ta có thể đa dạng hóa được cái lựa chọn. Nếu các cô chú các anh chị nào mà thích về dòng xe cao cấp á, thì nó không phải là cái dòng xe phổ thông này. Còn nếu mà các bạn các anh chị mà lựa chọn cái dòng xe phổ thông này á, thì chúng ta coi thì chúng ta sẽ lựa chọn được có nhiều cái có thể phù hợp với mình á. Và với chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị đó là một chiếc xe Honda Way. Đây là chiếc xe Honda Way S. Đây là một chiếc xe Honda Way S 100 nha các bạn, S100, Way S100, lốc đen. Xe cũng còn tương đối thôi nha các bạn, chứ nó không có đẹp, tương đối sạch sẽ thôi. Và mấy cái xe này á, thì máy móc của nó cực kỳ êm các bạn. Mấy chiếc xe Honda Way này thì nó bền lắm. Way này là Way lốc đen chính hãng luôn nha các bạn, lòng nhôm nha. Way S110. Quay F này, quay F100 các bạn ạ. Quay F100. Và với chiếc xe này á, thì quay F này, quay F chính hãng, nên mình còn muốn bán với giá 7 triệu. 7 triệu cho chiếc xe Honda quay F này. Xe này là chính hãng Honda, đi cực kỳ ngon, cực kỳ bền luôn nha các bạn. Mặc dù nó có hơi xấu, theo em đánh giá là nó hơi xấu. Rồi. Và kế nữa em cũng xin giới thiệu với các bạn, các chị cũng một cái dòng xe rất là phổ thông, đó là chiếc xe Honda siêu nhân, Honda Way các bạn. Đây là chiếc xe Honda Way RSX110, bánh mâm thắng đĩa. Đây là một dòng những xe, nó cũng là nội đồng khối đá bền, nhưng mà nó không có đẹp. Bền nhưng không đẹp nha các bạn, bền nhưng không đẹp. Đẹp thì nó khác rồi các bạn ha. Và với chiếc xe này mình cũng quay cho các bạn các anh chị xem. Đó, mình cũng đã quay cho các bạn các anh chị xem rồi. Đó, nó khá là xấu, nó không có đẹp, nhưng mà được cái máy nó rất là ngon nha các bạn. Đó. Và với chiếc xe Honda Way siêu nhân RSX này thì mình mong muốn bán với giá là 8 triệu. 8 triệu nha các bạn, Honda Way 8 triệu. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa và mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe cũng là Honda Way RSX, nhưng mà cái xe này là cái xe cái mẫu khác, cái dáng khác, bánh trăm thánh đĩa. Đó, cái Way này là Way khác, Way này là Way cái RSX mà cái mô lớn các bạn, cái mô to. Đó, đuôi nó nhọn. Chiếc này em nó mang biển số là 59 I 143996. Và với chiếc xe Way RSX, chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 8 triệu 300 ngàn. 8 triệu 300 ngàn nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Way. Đây cũng là chiếc xe Honda Way pha, Way pha màu đen, lốc đen. Xe Honda Way pha này, xe này thì cũng còn khá là sạch. Em này thì biển số là 52S6938977. Và với chiếc xe Honda Way pha này thì mình muốn bán với giá là 9 triệu 500 ngàn. 9 triệu 500 ngàn như vậy. Xe Way pha thì chạy ngon rồi. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Dream.
Đây là chiếc xe Honda Rim 2 Thái tem lửa. Đây là chiếc xe Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số. Xe này thì nó cũng cũ. Nó cũng cũ theo 5 tháng này nha các bạn. Cũ rồi, xe này nó cũng cũ 5 tháng nhưng mà được cái máy nó ngon thôi. Em nó mang biển số là 59C201373. Và với chiếc xe Honda hai thái tem lửa 7 số này thì mình đang muốn bán với giá là 13 triệu. 13 triệu nha các bạn. Cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe. Chiếc xe này là chiếc xe Honda Future FI 125 Future 125 FI. Cũng sang điện tử bánh mông cũng kìa. Với chiếc xe Future này là Future đời 2009 nha các bạn. Future Neo FI đời 2009 tem lớn. Em này mang biển số là 55Y10384. Và với chiếc xe Honda Future Neo FI phun xăng điện tử đời 2009 này thì máy móc cực kỳ ngon nha các bạn. Và với chiếc này thì mình muốn bán với giá là 35 triệu. Rồi, và thế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Click. Đây là chiếc xe Honda Click màu đỏ. Honda Click màu đỏ. Xe này thì các bạn các anh chị thấy nó chạy chạy vậy chứ là nó chạy keo. Nó chạy keo thôi nha các bạn. Đó, lột keo ra là nó mới tinh nè. Và với chiếc xe Honda Click này, Click nhỏ này là cái Click màu đỏ này thì rất là phù hợp với các bạn tướng nhỏ và các chị các cô hay các em đi học rồi rất là ok nha các bạn. Em này nó mang biển số là 59S226471. Và với chiếc xe Honda Click màu đỏ này thì mình còn muốn bán với giá là 10 triệu nha các bạn. 10 triệu xe máy móc cực kỳ em, cực kỳ ngon. Rồi, cảm ơn các bạn.